Rồi con xin chào các bác em xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có một mớ đồ mà tồn tồn lại nha các bác. À, cái đơn hàng có người ta chốt rồi rồi bẻ kèo cũng có. Mấy đơn hàng còn lại không ai mua cũng có nha. Hôm nay con đem lịch của hành lý hết luôn cho các bác nào mà ưng được thì alo con. Nó vô giới thiệu cặp bánh nè. Cặp bánh này cặp bánh 66 nha các bác. Bánh 66 đùm su su bằng sắt. Niền sắt. Câm sắt mạ chì. À, ai da nha, ai da 66 đó, hai bên găng đó, đầm này hai bên găng á, lắp xe trâu nha các bác, xe trâu xe thủ được nè. Ừ, tại xe này hổm trên chiếc xe trâu còn cù lại nè, còn cù lại cặp bánh duy nhất thôi. Rồi cái này đầm sau của nó nè đó, này cái đầm trước, cái này là cái bánh trước nè đó, bánh trước của nó đây. Ừ, cũng là đầm sắt luôn nha các bác, đầm sắt luôn nè, này ai da luôn, đầm luôn ha. Đấy, ủa ai da sắt si luôn ha, cầm thì cầm sắt mà chì nha, hổm gài bỏ ngoài mưa này, mấy bữa nè nó có cái có hàng hàng lên nè, có vài hộp mưa vô cái là thấy có hàng lên nè. Rồi cái cặp tiền hôm nay con xả luôn 350k bao ship nha, 350k bao ship cặp bánh này bác nợ ngơ lô con đó, 350k bao ship cặp bánh này ha. Rồi rồi vỏ guộc xài ngon lành nha các bác, vỏ guộc xài ngon lành đó. Rồi cặp bánh thứ hai nè đó, cặp bánh này cũng là đùm mà Nhật luôn nha các bác, hai bên găng luôn, này của chiếc sĩ thủ. Ừ, hai bên găng sĩ thủ luôn, câm này cũng câm sắt mà chì luôn nha các bác đó. Đây ai da luôn nha, nó ai da 66. Ừ, rồi cầm này cầm móc nè, nói sao càng sẽ cầm móc nha, nó cặp đồng nè, cái bánh này dài, cái bánh này cũng cũng là xe thủy thủ luôn nha, vỏ guộc xài ngon lành luôn nha các bác. Nó đây cái trước của nó nè, cái trước của nó chín lỗ nha đó, cũng cầm sắt mài chì. Vỏ vỏ thì vỏ thay ruột ruột riêng nó 66 nha. Rồi cái này cũng còn đẹp nè, nước xi rồi cũng còn đẹp nha các bác, có cái đùm thì hơi xét. Rồi con giao lưu bộ này là 430k bao ship nha, bộ này là 430k bao ship, đùm chín lỗ nó câm sao câm móc, còn kia là câm thường mà cũng là su su, còn thằng này cũng là của Nhật mà thằng này cũng là su su hay gì nè, còn đùm cổ nha các bác, sắt cổ. Rồi bác nào ưng được hai cặp bánh alo con ha, cặp nào alo con cặp đó. Rồi kế tiếp có cái nón này nha bác, cái nón này nón bộ, nón này nón mũ mũ của bộ đội nha đó nè, có lằn nè, lằn găng này ha, nó đây cũng có lằn xíu nhỏ nhỏ nè, nó bị khách hàng đốt rồi cho đừng có tu tuột chảy nữa nè. Nó nón này nút bằng nhôm nè các bác, cái này bằng nhôm luôn nè, cái này bằng nhôm luôn nè, nè nó có chạy chút xíu chỗ này nè đó, cái này đội bình thường nha các bác, chơi nắng chơi mưa là ngon lành, đạp xe đạp đội nón đi cho vui vẻ. Rồi nhóm bộ đội nó xe đạp mà chơi với cái nón này là hợp hợp lý nha các bác, không có sai chỗ nào chứ. Rồi bác nợ được cái nón này bao lô con nha, còn giao lưu cái nón này 230k bao ship nha, 230k bao ship được cái nón này nha, bác nợ nga lô con đó, nó chỉ có hai ba loại do ngăn chỗ này, nhưng người ta đã lấy đồ nó đốt nó, cho nó chỉ cháy quéo rồi hết rồi nên nó không có tuột nữa. Nhỏ trong thì bình thường nè, nó có chỉ mấy hai ba chỗ này nó xích xích, nhưng mà nhẫn đội ngon lành á. Rồi bác nợ được cái nón alo con nha, 230k bao ship. Ừ, nó có cặp ngàm Bigaton nè, cặp ngàm này cặp ngàm 66 nha các bác đó, cặp ngàm 66 chữ nghĩa rõ ràng. Ừ, rồi con giao luôn cặp ngàm là 350k bao ship luôn nha, 350k bao ship cặp ngàm này luôn, bác nào nghe lô con đó, có hai cái yên nè, yên này
Nhưng này nó có một hai ba đốm này, như là nó có hao mòn thời gian vậy các bác. Đó vậy nè. Đó, cái này của ba lỗ, này chắc của Pháp. Rồi con dao lưu cái yên này là 450 cabo ship luôn nha. 450 cabo ship cho cái yên này bác nợ alo còn. Đó. Nói chung là nó cũng có liên da cổ mà, nên nó cũng có hao mòn thời gian này, chứ không thể nào đẹp được. Sò ghim đó nha các bác, sò ghim nè. Đó. Rồi 450 cabo ship cho cái yên này bác nợ alo còn. Đây cái nè. Cái yên này là cái yên của Pháp, của Đức nha các bác. Đó. Yên hình này thì nó đẹp hơn được chút nè. Tán nó cũng còn ghim chân nè. Nhưng cái cũng có hao mòn theo thời gian nha. Cái này bác nào kỹ về mình mua về mình ngồi mình độn banh vô nha. Nó tán ghim sò ghim nè. Đó. Rồi. Cái lọng trong này nó bị rách nè. Da này thì lạnh. Da này lạnh. Không có rách. Rồi con dao lưu cái yên này là 450k bông ship luôn. Đồng giá luôn. Cô Đức. Bác nào ưng alo con nha. Còn có cái clip 8 nè. Clip 8 nè, sung ga ke. Clip này xài cối thì có ý nha các bác, có ý nha chứ không phải có nhật. Nó có ý nó nhỏ hơn chút xíu, có nhật nó bự nên mình đút cũng vô. Rồi. Con giao lưu cái clip này nay con xả luôn. Nó dễ chơi luôn, con giao lưu là 370k bao ship luôn nha. 370k bao ship cho clip 8 luôn, bắt nào ưng alo con xả luôn. Đó. Hôm nay mà xả bữa nay mà con xả cái giá này mà không ai mua nữa là con đem vô con gáp xe luôn. Con gáp cho chiếc xe này con sẽ dành con chạy. Đó, con chạy đi con đạp đi vòng vòng cho có xe đạp rồi với ta đó, nhưng khi mình bán xe đạp mình cũng có xe đạp mình chạy đi, người ta nói mình nó xạo. Này găng trong nha các bác. Đó găng trong nha. Dặn vô găng trong như này chứ không phải găng ngoài. Đó. Để con nói cho mấy các coi kỹ nè, mình găng trong găng trong nha. Đó. Nó có xe như đem bán chờ ngày không có còn xe để chạy, người ta nói vậy thời gian không có giao ăn trầu, nó đời là nó vậy đó. Rồi. Bác nào ưng cái clip này alo con ha. Đó. Đó, cái cuộc đời bác xe đạp cũng khổ lắm các bác, đi ra đường có toàn là bị khi dễ không mà, chứ đâu có ai mà tôn trọng đâu. Cô ta nói thời buổi rồi thì gì rồi mà còn 40-50 tuổi lên đầu mà không mua nổi xe máy mà đi đạp xe đạp đi hoài mày khổ. Rồi, có cái chân trống này. Đẹp luôn nha các bác, nhôm nha. Nó nhôm. Nè có viền luôn. Rồi cái giao lưu cái chân chấm này luôn là 230 cabo ship luôn, bác nào ưng alo còn. Đó, có tăng tưa luôn nè. Nó. Rồi 230 cabo ship cho cái chân chấm này, bác nào ưng alo còn. Màu đen mà sơn đen nha, bằng nhôm. Rồi. Đó. Có con nhìn khi con đi ra đường và bạn bè con nó nói con trời ơi thời buổi nào mà mình đi xe đạp người ta xếp sửa lên cung chân người ta ở rồi. Người ta đi xe ô tô với xe tay ga gì không mà mày đạp xe đạp cọc cạch tối ngày. Nó còn vậy đó, không nói mà mấy thằng bạn nó vợ đi cung trăng hết trơn. Lên cung trăng nó ở hết trơn, còn con ở đây đạp xe đạp ở dưới lòng đất. Ủa ở dưới mặt đất chạy xe đạp cũng đi vòng vòng. Còn mấy thằng nó vợ đi cung trăng hết trơn, không còn nào, nó không đi cung trăng, nó đi lên Bình Dương nó ở luôn rồi. Khổ vậy đó, hổm đi ra đường uống phê. Trời ơi trời mày, thời buổi giờ người ta đi xe ô tô, xe tay ga không à, ít thắt. Chứ không mà mày đạp xe đạp thì gớm, không kiếm tiền mua được xe đạp mới đi. Trời ơi, anh ơi, em không có tiền mua xe tay ga nên em đi xe đạp hoài vậy đó. Đó thời buổi giờ người ta đi cung, sắp sửa lên cung trăng người ta ở. Nó, mà mày còn cứ lem nhem kiểu gì. Chưa gì trơn, mới chưa được nửa năm, tầm 5-6 tháng vậy thôi. Nó dọn nhà đi cung trăng ở trên, còn một số thằng đi dọn lên Bình Dương ở luôn. Rồi. Cái này bằng inox nha các bác. Dè này là dè của Ugo nè. Inox lạnh lặn nè, không có cách, không có gì trơn luôn nha. Inox không hết luôn nha. Rồi. Con dao lưu bộ này là 330k bao ship nha. Đó, 330k bao ship cho cái bộ dè này inox này ha, có cấp cho Ugo xe nữ được nha các bác. Rồi 330k bao ship cho bộ dè này bác nào ưng alo con. Cái đây bộ nè. Đó, bộ này nữa ha.
cũng lành lặn luôn, không gách gì cho bác mấy cái lỗ này, lỗ dè nè này bắt đèn. Rồi cái này nữa không hết luôn nha, xe inox của mấy chiếc xe bù gô hoặc mấy xe nữ, mấy xe đẹp, mấy xe nữ đầm của mình á. Rồi đồng giá 330 luôn. Là cái này, bộ này là bộ số 2 nha, bộ này bộ số 2 nè, nó bộ này bộ số 1 nha, bộ số 2 nó có sóng, bộ số 1 nó không có sóng, nó bác nào ưng được bộ nào luôn con bộ đó. Rồi đó, cái sườn nè, cái sườn này hôm kia con có giới thiệu rồi nghe bác thấy, bác có thấy con bó gì rồi là bác biết cũng có người chốt rồi, nhưng mà người ta bẻ kẹo rồi ha, rồi con đem con bán lại đó. Nó còn giới thiệu nè các bác, là cái sườn này là sườn cổ nha, nó ba dắt co nhôm, nó tem zin trước này nhôm nè, nó đây nhôm nè, đây nhôm luôn ha, đây nhôm luôn zin. Giò là giò auto nha, auto dòng xe thủy thủ nha, thủy thủ cổ, giò auto đóng chút là quết, xài ngon lành không có gì hết. Nó kiếm thì kiếm zin nó, nhưng mà cái này nó có nhiều năm quá, nó là nó gỗ nha các bác. Cái dòng này nè, ở dưới này nó gỗ nè, nó gỗ hai bên chỗ này, nó gỗ nè, đó nó gỗ nha. Cái này mình muốn làm cho đẹp được thì mình phải về mình xả sơn này ra nha các bác, rồi mình chét đồ, mình cho thợ siêu sơn xịn á, mình làm nó mới đẹp được nha. Còn nè, con chỉ cho các bác rằng nó bị gỗ nè, nhưng mà nó gỗ thôi nha, chứ nó không có bị gì hết trơn nha. Đó, mình về mình và xả ra, tại các bác này là bác tiết tiền thôi, bác không có đem thợ sơn nên là bác sơn nhà nên nhìn nó thô thiển vậy đó. Nó không sơn cái sườn cổ á, nó với cái sườn mới nó khác nhau hoàn toàn nha. Cái sườn cổ thì nó phải có bột két, bột đồ nó khá lấp những cái vết hằn sâu của thời gian nha. Còn những cái sườn mới thì nó đẹp đẽ thì mình không nói rồi. Đó, cái này được con cái ống xì nè, ống xì này vẫn còn được nè, còn ok nè. Đó, ống xì này tượng trưng cho cái sự mà bài bả bào mòn của thời gian nha các bác. Đó rồi, hôm kia con giao lưu cái sườn này với bộ dò dĩa auto nè. Auto này là tức là mình quay dĩa về sao là nó không trả clip nha các bác. Nó con giao lưu là nó củ nhẹm vậy đó. Rồi nhưng mà xài ngon lành. Nó con giao lưu là cái hôm kia là 2200k. Đó, bao ship. Hôm nay con hạ giá. Còn lại 2000k bao ship ha, tức là 2 triệu bao ship. Đó, con giảm cắt lỗ 200.000 cho các bác về chơi vui vẻ, để sơn sửa lại. Ha, ngon lành. Nên mình chơi theo ý của mình. Rồi, hôm nay mà bác nào ưng được cái nào thì alo con cái đó ha. Rồi con xin chào các bác, chúc các bác một ngày thật là vui vẻ.